xin mến chào cô bác anh chị. Hôm nay Thiền tới đây quay ngôi nhà của vợ chồng chị Thị Thu Liền. Thì ngôi nhà này cũng rất là nghèo khổ mà nhìn thấy cũng thảm thương, giống hệt như nhà của anh Hoài với chị Điện. Dạ chào chị. Chào anh. Ngồi ngồi trên đây đi chị. Anh chị ngồi đây à. Chị tên gì chị? Thị Thu Liền. Rồi anh tên gì? Ngô Thanh Nhã. Rồi anh chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện trở lại đây thăm và bàn giao cái ngôi nhà này cho chị Thị Thu Liền. Thì nay cái ngôi nhà của gia đình đã được cất xong rồi, thì Thiện có tới đây để ghi hình ảnh và gửi đến cho Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ gia đình này cất lại cái ngôi nhà cũng như là tất cả mọi người. Chúc mừng cho gia đình của anh chị đây có được cái mái nhà mới ở. Thì ngôi nhà này cũng được cất rất là đẹp. Ở phía trước có xây mặt cáo và xung quanh xây tường xung quanh lên rồi lót gạch hết căn nhà này luôn. Đó, cái cửa gắn cũng rất là đẹp. Thì ngôi nhà này thì được Mạnh Thường Quân giúp đỡ là chị Mai Thị Tô Nguyễn tài trợ 1.200 đô. À, ông Quang ở bên Mỹ tài trợ 500 đô. Và chị Huỳnh Võ 500 đô nữa. Thì tổng cộng cái ngôi nhà này được giúp đỡ 2.200 đô. Thì gia đình cũng có bù thêm vô một ít tiền nữa, khoảng mười mấy triệu nữa để làm cái căn nhà nó được khang trang hơn. Thì do cái ngôi nhà thì gia đình nói là một lần lần làm lần khó đó, cho nên cũng muốn bù vô cái nhà để nó được xây gạch, sau này nếu mà có điều kiện thì gia đình xây gạch lên luôn. Đó, nhưng mà trước mắt thì đã làm được cái mặt cáo phía trước rồi. Ở đây thì Thiện cũng có đi điện cho gia đình, rồi khoan cây nước nữa. Thì
thì mời cô bác anh chị cùng vào trong với Thiện nha, xem cái niềm vui của gia đình này lúc này như thế nào thì có được cái ngôi nhà mới. Nhà này được cất cũng cái nền cũng cao ráo, cũng khá là rộng rãi, được làm với chiều dài là 11 mét. Dạ chào anh, chào chị. Anh chị khỏe không? Khỏe. Ngồi đây đi chị, xích ra đây đi. Nhà cắt xong rồi ở im không? Im. Quá mừng hả? Sẽ mừng quá. Dạ. Nhà này gắn cửa cũng rất là đẹp ha, cửa sắt sơn tĩnh điện luôn. Rồi có nhà cửa đàng hoàng rồi, hai vợ chồng cũng yên tâm mà đi làm ăn rồi đó. Có nhà cửa đi làm ăn nó khỏe. Dạ. Không có nhà cửa đi làm ăn lớp lo ăn lớp lo nhà cửa nó bấp bênh quá. Dạ. Thì cái ngôi nhà của anh chị á, thì làm được với cái diện tích cũng rộng, bề ngang 4 m, dài 11 m. Rồi ở phía trong này lót gạch hết trơn luôn. Rồi xung quanh này xây tường, rồi xây mặt cáo. Thì đáng lý ra cái số tiền đó để đủ cho mình làm cái nhà nó cũng tiền chế thôi, nhưng mà gia đình cũng bỏ ra một ít tiền á để đóng góp thêm, mượn của anh em đóng góp thêm, cái nhà cũng được rộng rãi thêm tí. Thì em đọc tên Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ anh chị ha. Cái ngôi nhà của anh chị á, là cái ngôi nhà thứ 6 mà chị Mai Thị Tô Nguyễn gửi tiền về giúp đỡ là 1.200 đô. Ông Quang ở bên Mỹ tài trợ 500 đô nữa. Chị Quỳnh Võ cũng ở Mỹ gửi về 500 đô nữa là tổng cộng 2.200 đô. Nên thì nó cũng hơn 50 triệu đó, để giúp đỡ anh chị cất lại cái ngôi nhà này. Thì tổng cộng chi phí mà xây dựng cái ngôi nhà mình đó, thì nó khoảng 64 triệu. Đó là xây từ trước ra sau luôn đó. Đó thì cái phần còn lại bao nhiêu thì gia đình gửi lại giúp em ha. Tại cái đó em nhờ thợ giúp đỡ gia đình đó, xây lại mặt cáo rồi gắn cửa đồ đó. Thì khi mà nhà cửa cất xong rồi, anh chị có cái lời gì gửi đến Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ mình không anh chị? Cảm ơn cô chú ở nước ngoài. Dạ. Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho được cái nhà ở. Cảm ơn cô chú. Dạ. Thì chú Thiện rất cảm ơn chú Thiện làm cầu nối cho được cái nhà ở mình đó. Dạ. Chị có lời gì muốn chia sẻ với tất cả mọi người để giúp đỡ mình đó chị? Cảm ơn cô bác. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ tất cả căn nhà được cả cũng mừng lắm. Dạ. Không thôi vợ chồng cũng có mừng kìa. Có tiền mà cắt nhà cỡ nào giờ ở đâu. Dạ. Cũng cảm ơn cô bác rất nhiều. Dạ. Chúc cô bác được nhiều sức khỏe. Dạ. Em cũng thấy mừng cho gia đình anh chị, tại vì con anh chị cũng còn nhỏ mà anh chị thì đi làm nó cũng bấp bênh, không có cái khả năng để cất lại nhà mới đó. Cho nên em cũng thay mặt Mạnh Thường Quân với cái số tiền 2.200 đô để giúp đỡ anh chị cất lại cái ngôi nhà này để nó được đẹp rộng rãi như ngày hôm nay. Thì qua đây em cũng có đi cái đường điện lại cho anh chị ha. Cái này là phần của chú Phong với cô gái tài trợ. Căn này là căn thứ 12 trên 14 căn nhà. Đó là cái phần đi điện. Điện bắt lên thử coi chị, coi nó sáng hết chưa. Rồi sáng hết rồi ha. Cái tủ này thì riêng em gửi tặng cho gia đình anh chị ha. Cái tủ này tại thấy gia đình anh chị thấy hiền, thấy dễ thương cho nên dạ em cũng tặng cho anh chị. Cái tủ này là để anh chị thờ Phật. Dạ. Đó là cái tủ này rồi để tivi ở trên mình thờ rồi ha. Thờ ông bà cha mẹ vậy đó. Thờ Phật luôn. Rồi em đây cũng đọc tên Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ anh chị khoan cái cây nước. Ở đây chú Cường Châu ở bên Mỹ có gửi về cho Thiện là 5 cây nước, là tương đương với 1.000 đô la đó, mỗi cây là 200 đô. Thì cái cây này là khoan cho gia đình anh chị, là của chú Cường Châu, là cái cây nước đầu tiên. Tí xíu nên ra ngoài anh coi. Rồi điện đài có rồi ha, tủ thì em mua tặng, rồi cái cây nước thì của chú Cường Châu.
để em quay vòng trong nhà của anh chị. Mấy đứa đi học hết rồi ha? Sinh thú uống hả? Tủ này đẹp nè, để tivi đồ. Tivi này tự mua hay ai cho? Mua 400 ngàn á. Samsung đàng hoàng chứ bộ. 400 ngàn hả? Dạ. Cái nhà của anh chị á, thì do cái tường nó còn chưa có khô lắm á, cho nên khi nào mà cái tường nó khô hết trơn á thì em sẽ tặng một cái thùng nước sơn để sơn tường hay cho nó đẹp ha. Dạ. Còn tạm thời để cho nó khô một cái rồi mình sơn nó mới nó dính. Cái bộ cửa của mình thì tương đối chắc ha. Cái cửa này thì với cái cửa sổ luôn á là nó 4 triệu đó. Đây cũng tính cửa cây, nhưng mà cửa cây thì nó cũng mục, sau này nó cũng mục, cho nên là làm cửa ấy luôn, cửa sắt luôn. Khóa đồ ở trong này cho mấy đứa nhỏ ở trong này, anh chị đi làm nó cũng dễ nữa. Im quá rồi. Ở đây khi mà nhà cửa cất xong, anh chị dự định làm nghề gì lại? Cũng đi phụ hồ nữa, kiếm tiền anh chị cái tay, để sau này nó già lớn tuổi nữa. Thôi. Cái tay anh bị xa khớp hả? Dạ. Yeah. Có nhà ở thì mình thì gắn đi mình kiếm tiền phụ vô mà. Dạ. Yeah. Ở đây anh bị xa khớp là bao lâu anh? Khoảng cỡ 10 năm. Lâu vậy đó hả? Rồi giờ anh có hỏi bác sĩ là sắp cái tay lại cho anh được không? Có đi hồi rồi đi lên mạng cái chẩn á, cũng có giới hơi cao mà người cao quá đó. Dạ. Cái nó hở nó đi ra ngoài bệnh viện đó, nó nói cái này là có tiền. Mà tiền nói chung là mình không dám mong, nhiều tiền quá. Bao nhiêu lần anh? Khoảng cỡ 70-80 triệu. Đi ra là mổ sắp khớp lại là... rồi ta đóng hình lóc gì ở trong ta bắt lại. Dạ. Nhưng mà ngay tay đó tay thuận của anh hả? Rồi giờ anh có làm gì được nặng không? Cũng có, mà có lúc mà nặng được á thì về nó nhích. Dạ. Còn phụ hồ đồ mình đẩy xe bùa đồ nhẹ nhẹ thì nó đỡ. Dạ. À, thì mình gan sao một tí anh chị. Thì em cũng hy vọng là sẽ có mạnh thường quân giúp đỡ anh chị thêm để có tiền mà lo cho con đi học á, với lại mua thuốc rồi uống cái tay anh. Chứ cái số tiền 70-80 triệu thì em cũng không biết là sao giúp nổi, tại nó lớn quá. Ở đây phía trong buồng à, có làm cái sào để quần áo nè, gọn rồi đó. Nhà này ở chắc cũng mát mẻ ha, thấy cửa là nó thoáng nè. Vậy dần dần có cây đầu tre. Dạ. Gió là nó thoáng nè. Rồi tới đây này, nấu ăn đỡ trong này đi ha, rồi có điều kiện che cái cây lá ra ngoài kia để nấu ăn bằng củi rồi đó, thì nó sẽ tiết kiệm được cái phần ga. Cái nồi cơm điện này còn xài tốt không? Nồi cơm điện mình mua lâu rồi nè. Chỗ vật liệu xây dựng Chính Bình đó có nói là anh chị sáng rồi đây nè, đi qua bên bển lấy cái nồi cơm điện về, tại vì người ta cho đó, nhưng mà hôm nay mới được nói với anh chị. Nồi cơm điện không có lâu rồi. Dạ, gọn gàng rồi đó. Ở đây là cái cây nước ha, cây nước khoan cho gia đình. Thì cái cây nước này của chú Cường Châu, có
có ghim điện thử rồi phải không anh? Có ghim điện rồi, nó chạy êm lắm. Chạy êm mà phải không? Nước ngọt không? Ngọt, nước ngon lắm. Dạ. Đống đó bào kìa, đặng lột hôm nay cho nó để cái mùa tưa đặng xài. À. Thì cái này che cái lá ra tới nữa làm cái nhà trái á, nối xuống ở khu vực này phía nằm phía bên ngoài rồi để xài nước rồi cho nó thoải mái một tí. Sáng giờ đúng lá nó tàn. Dạ. Nhà này cái nền cũng cao lắm đó, nền này chắc không có ngập nổi đâu. Không ngập đâu. Mấy năm trước thì chưa làm nền này thì nó ngập. Dạ. Rồi mình vô trong anh ơi. Đâu này hạn là cái bơm cái mương nó ra vét lát được lên đây cho nó cao luôn. Dạ đúng rồi. Cô gạo khỏe, sạch khỏe. Bếp này để nấu bếp ga chút đỉnh ở trong đây thì nó gọn ha. Con nó về đó hả? Vô rồi con. Mấy đứa này đã rồi đâu có được xe đạp hả? Không có. Út nó đi mà mua cho ai. À. Đó mua hai đứa hai chiếc luôn. Ồ, im quá. Không có tiền, không có xe đạp đi, điện cho Út ra, gửi tiền về mua cho hai chiếc. Con bị bệnh gì? Con bị ho sổ mũi á. À. Rồi hôm nay nhà con cất gì con thấy đẹp không? Đẹp. Con thích không? Thích. Ừ. Rồi mai mốt ngủ ở đây hay ngủ bên bển? Ngủ ở đây. À. Gắng học nghe con. Dạ. À, giờ con hứa với cô bác đây, con nói giờ được nhà con cố gắng làm sao? Con hứa được nhà con sẽ cố gắng học. Dạ. Yeah. Dạ. Hôm cái ngày đầu tiên tới đây em có gửi cho chị chai dầu nước xanh nào không? Không có à? Vì để em đợi em xíu em ra ngoài kia lấy chai dầu nước xanh gửi cho anh chị. Con gửi cho bà chai dầu nước xanh nha bà. Cảm sao? Con gửi cho bà chai dầu nước xanh để có đau bụng nhức đầu á bà Thoa nha. Này của chị Phạm Thị Mến gửi cho bà. Vô đủ. Rồi con đi học vậy rồi ngày con được nhiêu tiền? Được 5 ngàn. 5 ngàn, ít quá vậy? Sao đủ ăn? Sáng 10 ngàn, chiều 5 ngàn. Đây em cũng thay mặt chị Phạm Thị Mến ở Canada gửi cho gia đình anh chai dầu nước xanh ha. Dưới đây em cũng thay mặt cô chú Cúc Nhìn gửi cho hai đứa 1 triệu để đi học. Nghe con. Con 500 mà em con 500 ha. Để hai đứa có tiền đi học nghe con. À. Rồi con hứa với cô bác là con gắng học giỏi nghe. Năm nay. À. Năm nay con học lớp mấy rồi? Lớp 5. À, gắng học với con. Đây chú gửi tiền cho con đi học. Mày chú không có cho cha mẹ mà cho hai đứa đó để hai đứa đi học nghe con. Đây là tiền của cô chú Cúc Nhìn ở bên Mỹ gửi cho hai chị em con. À, là mỗi đứa 500 ngàn để hai đứa có tiền đi học nha con. Thì video hôm nay em cũng tới đây để bàn giao cái ngôi nhà cho anh chị. Thì sau một thời gian dài cất nhà đó, hiện nay cái ngôi nhà đã hoàn thành rồi trước Tết gần 2 tháng. Cho nên cũng kịp thời đối với gia đình này cũng ổn định rồi để có anh chị có thời gian đi làm kiếm ít tiền để ăn những ngày Tết đó. Thì cũng chúc anh chị được nhiều sức khỏe, chúc mấy đứa con của anh chị đó chăm ngoan học giỏi, hy vọng là sau này cái tương lai của anh chị nó ngày càng tươi sáng hơn, nó làm ăn được thuận lợi hơn khi có được cái nơi ở đàng hoàng ấm cúng và chắc chắn như thế này.
Em cũng xin phép anh chị em về luôn nghe. Cảm ơn chị. Dạ.